sách Việt Rách, tủ sách bài tập cuối tuần, sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5, tuyển tập đề thi giữa cuối học kỳ 1, học kỳ 2. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Chào mừng các con đã đến với khóa học chữa câu hỏi trong sách giáo khoa môn khoa học lớp 5, bộ sách mang tên Chân trời sáng tạo. Hôm nay thì cô và các con sẽ cùng nhau đi chữa tất cả các câu hỏi có trong bài số 13 mang tên Sự sinh sản của thực vật có hoa. Vậy, thực vật có hoa sinh sản như thế nào? Chúng mình sẽ cùng nhau đến với câu hỏi khởi động trang 47. Hoa có chức năng gì đối với thực vật? Như vậy là ta có thể dễ dàng trả lời được rằng hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa, đúng không nhỉ? Đến với phần 1, cơ quan sinh sản của thực vật có hoa, câu hỏi khám phá. Chỉ và nói tên cơ quan sinh sản của cây hoa hồng và cây hoa hướng dương trong các hình dưới đây. Nói với bạn tên gọi chung của hai cây hoa này và kể tên các cây có hoa mà em biết. Chỉ và nói nhị, nhụy của hoa đơn tính, hoa lưỡng tính. Từ đó thì chúng mình sẽ cùng nhau quan sát hình 3 và hình 4. Ta thấy rằng nhị chính là cơ quan sinh dục đực, nhụy là cơ quan sinh dục cái của hoa, hoa đơn tính thì chỉ có nhụy hoặc nhị. Như vậy là chúng mình sẽ quan sát bức tranh số 5 và 6. Ở đây có hoa ly và hoa sen chính là hoa lưỡng tính. Hoa lưỡng tính sẽ có nhị và nhụy trên cùng một hoa. Như vậy là ta thấy rằng cơ quan sinh sản của cây hoa hồng, cơ quan sinh sản đực sẽ là nhị hoa và cơ quan sinh sản cái là nhụy hoa. Cơ quan sinh sản của cây hoa hướng dương sẽ là cơ quan sinh sản đực sẽ là nhị chứa phấn hoa và cơ quan sinh sản cái sẽ là nhụy hoa chứa bầu phấn. Tên gọi chung của hai loài hoa này là hoa lưỡng tính. Và như vậy là một số cây hoa chúng mình có thể kể tới như là hoa hồng, hoa cúc, hoa lan, hoa cẩm chướng. Nhị chính là cơ quan sinh dục đực, nhụy là cơ quan sinh sản cái, hoa đơn tính thì chỉ có nhụy hoặc nhụy, hoa lưỡng tính có cả nhụy và nhị trên cùng một hoa. Tiếp theo đến với câu hỏi khám phá trang 48, chỉ và nói tên từng bộ phận của hoa và các bộ phận của nhị hoa, nhụy hoa. Như vậy là chúng mình quan sát hình 7, cấu tạo cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Ta quan sát ta thấy rằng hoa sẽ có cuống hoa, đài hoa, cánh hoa, nhị hoặc nhụy. Nhị hoa sẽ có chỉ nhị, bao phấn chứa các hạt phấn. Nhụy hoa sẽ có đầu nhụy, vòi nhụy, noãn và bầu nhụy. Đến với câu hỏi luyện tập trang 48, em tập làm nhà khoa học, hoạt động sưu tầm một số hoa, quan sát, chỉ và nói đâu là nhị, đâu là nhụy và các bộ phận của nhị và nhụy. Phân loại các hoa đã sưu tầm được thành hai nhóm hoa đơn tính và hoa lưỡng tính, vẽ sơ đồ và ghi chú tên các bộ phận của một hoa mà em quan sát được. Như vậy là chúng mình có thể kể tới một số hoa như là hoa hồng, hoa sen, cẩm tú cầu, hoa bơ, hoa dưa hấu, hoa bí đao, hoa mướp, vân vân. Phân loại hoa đơn tính sẽ bao gồm có hoa bơ, hoa dưa hấu, hoa cây bí đao và hoa mướp. Hoa lưỡng tính sẽ bao gồm có hoa hồng, hoa sen, cẩm tú cầu, hoa lưỡng tính. Và đây chính là hình ảnh của hoa lưỡng tính. Hoa lưỡng tính thì sẽ bao gồm có nhị và nhụy. Còn hình ảnh của hoa đơn tính thì sẽ có hoa cái thì sẽ có nhụy, còn hoa đực thì sẽ có nhị. Tiếp theo chúng mình đến với phần 2, sự sinh sản của thực vật có hoa, hoạt động khám phá trang 49. Quan sát hình, đọc thông tin và cho biết vai trò của nhị và nhụy trong thụ phấn, thụ tinh. Sau khi thụ tinh, hợp tử, noãn và bầu nhụy phát triển thành bộ phận nào của cây? Như vậy là chúng mình quan sát hình 8, 9 và 10. Đầu tiên, thụ phấn sẽ xảy ra khi đầu nhụy nhận được hạt phấn. Thụ tinh, sau khi thụ phấn thì hạt phấn nảy mầm thành ống phấn, đưa tế bào sinh dục đực đến kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn, tạo thành hợp tử. Và hợp tử phát triển thành phôi, hạt do noãn phát triển tạo thành, phôi nằm bên trong hạt.
bầu nhụy phát triển thành quả chứa hạt. Như vậy là ta thấy rằng vai trò của nhị và nhụy trong thụ phấn thụ tinh, quá trình hạt phấn từ nhụy hoa đến đầu nhụy hoa gọi là thụ phấn. Ở đầu nhụy hạt phấn nảy mầm tạo thành ống phấn. Ống phấn dài ra, xuyên dọc theo vòi nhụy đưa tế bào sinh dục đực tới noãn. Hiện tượng tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử gọi là thụ tinh. Sau khi thụ tinh, hợp tử phát triển thành phôi, noãn phát triển thành hạt, bầu nhụy phát triển thành quả chứa hạt. Tiếp theo, chúng mình đến với hoạt động luyện tập trang 50, hỏi, đáp. Cùng bạn đặt câu hỏi về sự sinh sản của thực vật có hoa. Như vậy là chúng mình có thể trao đổi với bạn và đặt ra các câu hỏi về sự sinh sản của thực vật có hoa. Cô có ví dụ như là thụ phấn diễn ra như thế nào? Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì? Làm thế nào để phân biệt hoa đơn tính và hoa lưỡng tính? Bộ phận nào của hoa tạo thành quả và hạt? Và đó chính là một số ví dụ mà chúng mình có thể đưa ra câu hỏi để hỏi các bạn. Và đến với câu hỏi vận dụng trang 50, đố em, khi trồng dưa lưới thì người ta dùng tăm bông hoặc cọ mềm lấy hạt phấn ra khỏi nhụy và nhị của hoa đực và đưa vào đầu nhụy của hoa cái như hình 12. Giải thích vì sao phải làm như vậy. Như vậy là chúng mình sẽ suy nghĩ và trả lời câu hỏi này cho cô nhé. Từ đó, chúng mình thấy rằng vì hoa của cây dưa lưới là hoa đơn tính, vì vậy người ta dùng tăm bông hoặc cọ mềm lấy hạt phấn ra khỏi nhị của hoa đực và đưa vào đầu nhị của hoa cái để. Trong một số trường hợp, hoa dưa lưới có thể không được thụ phấn một cách hiệu quả tự nhiên. Việc thụ phấn nhân tạo giúp đảm bảo rằng một lượng đủ phấn hoa được chuyển từ hoa đực sang hoa cái, tăng khả năng thành công của quá trình thụ phấn. Thụ phấn nhân tạo có thể giúp tạo ra quả dưa lưới có chất lượng tốt hơn. Khi một lượng lớn phấn hoa được chuyển đến nhụy của hoa cái, khả năng thụ tinh trứng, phôi sẽ tăng và tạo ra quả lớn và đều hơn. Vừa rồi thì cô và các con đã cùng nhau đi trả lời tất cả các câu hỏi có trong bài số 13. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài tiếp theo nhé! Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.